Chiếc này nhá, cho anh Ngô Văn Thụy, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn này. Ở đây, đồng đội em cho nó lên YouTube. Rồi, xin chào các bác nhá. Rồi, ok. Rồi, cho em này lên đường. Mình sẽ đi thang đây. Rồi, thang chạy tới đây, chạy tới đây, đây chạy. Tiếp Pro luôn nha. Bên em giao đi 3 con. Một con 3.100. Một con Isuki 3 là 3.700. Với lại một con này. Thì bây giờ bên em nhiệm vụ giao đi. Chúng ta VIP Pro nha. 3 con. Giao con Isuki 3.700 nhá, cho một anh ở Hải Phòng. Số điện thoại em ghi trên cabo hết. Đây, tặng nhanh. Sao? Cái gì? Cái này. Cho nó cầu lên, tức nó cầu. Đi ông chạy đi. Chạy qua đi. Đây nha. Isuki 3.700. Sao? Còn một xe này nó tới hết rồi. Giao đi 3 xe mà. Isuki 3.700 nha. Cảm ơn anh ở Hải Phòng. Con này gửi đi Hải Phòng ngay mấy bác nha. Rất là VIP. Giao lên lúc 3 con. Ra xe đi liên tục nha mấy bác nha. Bên em làm đâu ra đó nên được rất nhiều bác ủng hộ. Thì mấy bác thấy rồi đấy. Đây là 3.700 nha. Chốc nữa sẽ cẩu lên trên đây. Thì bên em hoàn toàn chịu hết chi phí. Bác đã đủ tiền rồi thì bác chỉ việc nhận tiền thôi. Nhận xe. Đây, lên chiếc xe này luôn. Long thôi. 3.700 chứ mấy. Đâu phải ghê gớm lắm đâu. Đẹp chưa đúng không? Xe khỏi chê luôn, phải chê được điểm nào. Bán đi Hải Phòng nha. Ngồi bắt chay. Thank you.